được gặp lại quý vị và các bạn trong video mới nhất của tạp chí Hi-Fi TV. Music Server đang được xem như là tương lai của ngành âm nhạc thế giới, có thể thay thế đĩa CD bởi khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cao nhất của người yêu âm nhạc. Ngày nay, các Music Server ngày càng được hoàn thiện từ việc sử dụng cho đến chất lượng, từ phân khúc tầm trung cho đến phân khúc cao cấp high-end. Các Music Server gần như đáp ứng chơi với mọi định dạng pha nhạc phổ thông như WAV, AIFF, PCM, FLAC, M4A, Opus, MP3, Forbis, AAC, ATRAC. Một Music Server có thể là một thiết bị chơi các pha nhạc lưu trữ trên một ổ cứng, có thể là một ổ cứng nằm trong hệ thống, hoặc có thể là một thiết bị kết nối với dịch vụ điện toán đám mây Computing Cloud để chơi nhạc trực tuyến. Nhìn chung, nhắc đến Music Server, điều đầu tiên người ta nghĩ đến sẽ là sự tiện lợi. Bắt kịp với xu thế sử dụng Music Server, các hãng sản xuất cũng đầu tư ngày một nhiều vào mảng thiết bị này. Ở phân khúc tầm trung, có những Music Server như của hãng Cambridge Audio, Warrior, Tech. Ở phân khúc cao cấp, high-end như DSC hoặc Orander, Bladeus, một hãng âm thanh nổi tiếng tại Thụy Điển, cũng không đứng ngoài cuộc chơi khi sở hữu Music Server của chính mình, Mimer. Mimer trong tiếng Bắc Âu cổ có nghĩa là người thông tuệ. Lý giải về việc đặt tên cho chiếc Music Server đầu tiên của hãng là Mimer, phía Bladeus giải thích rằng sở hữu cỗ máy này cũng giống như được uống nước giếng từ giếng của nhà thông thái này. Những ai được uống nước giếng từ giếng Mimer đều có thể nghe được và nhìn thấu mọi sự đã từng diễn ra cũng như sắp sửa diễn ra. Xuất hiện từ năm 2014, Mimer có được may mắn thừa hưởng không chỉ những công nghệ tốt nhất từ Bladeus mà còn cả danh tiếng của hãng sau đúng 20 năm xuất hiện trên thị trường. Đi theo xu hướng chế tạo thiết bị số hóa, hỗ trợ cá nhân, Mimer cũng được thiết kế để mang kích thước nhỏ gọn nhất có thể. Cho dù việc đút túi quần, như điện thoại vẫn là điều bất khả thi, ít nhất người sử dụng có thể bỏ Mimer vào túi và mang đi mọi lúc mọi nơi. Mimer Bladeus sở hữu kích thước chiều rộng, chiều dài, độ dày lần lượt là 247x482x78mm, không quá đồ sộ nhưng cũng chẳng quá nhỏ. Ưu điểm lớn nhất của thiết bị là được trang bị màn hình kích thước 18x35cm, xấp xỉ 16 inch. Như vậy, so với iPad mini, Mimer lớn hơn gấp đôi và so với iPad bản tiêu chuẩn thì lớn hơn 65%. Được trang bị màn hình LCD là một lợi thế cho Mimer bởi trên thị trường, phần lớn các Music Server hoặc không có màn hình hoặc chỉ dùng màn hình LED, đơn sắc nhìn rất tẻ nhạt. Thiết kế cho Mimer có phần cồng kềnh như vậy là vì Bladeus dự tính thiết bị có thể đặt ở hai nơi, thứ nhất là treo trên tường và thứ hai là để nằm trên mặt bàn hoặc lắp chân đế phụ vào. Dù ở vị trí nào thì được tận dụng màn hình LCD cũng rất dễ dàng, tiện lợi cho người sử dụng. Mimer là một Music Server, nhưng về mặt kỹ thuật, đây còn là một thiết bị kết hợp giữa Prearm, DAC, Streamer và UPNP. Mạch Prearm của Bladeus Mimer được thể hiện rõ qua các giao tiếp đầu vào của thiết bị. Mimer chỉ có duy nhất một cổng đầu vào analog dưới dạng jack 3.5. Thoạt nhìn, điều này có vẻ như rất hạn chế, nhưng không phải là không có lý do. Một thiết bị thu nhỏ không thể mang quá nhiều jack cắm đầu vào, bởi vậy kết nối digital phải được ưu tiên hơn. Và quả thật, Bladeus Mimer có rất nhiều lựa chọn để kết nối cho các định dạng digital. Ngoài việc sở hữu các cổng đầu vào gồm hai cổng quang Toslink, Hijack Corsair S, PDIF và một cổng ra digital RCA. Ngoài ra, Mimer còn có 3 cổng USB, hai trong số đó là cổng USB 3.0. Tất cả các kết nối digital này đều được điều khiển bởi một DAC có khả năng xử lý âm thanh định dạng 32bit trên 384kHz. Chưa thỏa mãn với những điều này, Bladeus còn đang tập trung nghiên cứu để chế tạo thêm module gắn ngoài nhằm hỗ trợ thêm nhiều kết nối và định dạng khác cho Mimer. Đối với chức năng streaming, Mimer cũng tỏ ra khá hữu dụng khi hỗ trợ cả kết nối mạng dây, Ethernet và Wi-Fi. Điều này khiến thiết bị trở nên rất linh động, có thể sử dụng mọi lúc mọi nơi. Đối với những người cần kết nối mạng ổn định để stream các file dung lượng lớn với độ phân giải cao, kết nối mạng dây quả là một món quà vô giá từ Bladeus. Bladeus nổi tiếng với các thiết bị âm thanh với chất âm cực kỳ ấn tượng và Mimer cũng không phải là một ngoại lệ. Tuy giá chỉ bằng một phần so với những chiếc amply cao cấp mà hãng sản xuất, Mimer vẫn được tối ưu rất nhiều để có thể giảm nhỡ jitter khi dùng với các thiết bị kết nối không phải là USB. DAC của thiết bị cũng tỏ ra khá chất lượng với chất âm mà nó có thể thể hiện. Âm thanh vẫn khá chi tiết nhưng không quá nhấn mạnh. Âm hình tiết tấu rộng mở nhưng không bị phóng đại. Âm nền đủ trầm, tối để người nghe có thể dễ dàng tập trung vào bản nhạc mà không sợ bị mệt mỏi. Mimer tuy chỉ mới xuất hiện nhưng đã tỏ ra là một thiết bị Music Server đầy tiềm năng. Với mức giá của Mimer là khoảng $3,000, đủ sức cạnh tranh với bất cứ Music Server cao cấp nào, bởi bản thân Mimer cũng là một thiết bị high-end. Ở thời điểm hiện tại,
Có thể Music Server chưa hoàn toàn phổ biến và nhiều người còn cho rằng đây là một món đồ chơi xa xỉ, nhưng các sản phẩm của Belladius nói chung và Mimer nói riêng đều được thiết kế để hướng đến tương lai. Khi thời đại của Music Server chính thức bùng nổ, Belladius lại có thêm lý do để tự hào vì sự góp mặt sớm và một xu thế còn khá non trẻ. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Còn bây giờ, thời lượng của video ngày hôm nay đã hết. Hẹn gặp lại trong những số tiếp theo của tạp chí Hi-Fi TV.